khoe sắc dịu dàng trong tiếng hót hòa mi ta đam mê hoa văn của núi bao lưu luyến nẻo bạc yêu thương. Sống sang ngọt ngào đã nói em lẫn trong hương núi hương rừng cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Thiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quên tình mà vì lèm để nhớ. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ là buổi chiều tối các bác. Hoàng Hiền thì vừa mới làm về xong, đang chạy ngay vào nhà anh Đông Đi Hòn. Hôm nay thì là anh Trung thợ xây anh khỏi ốm rồi. Đấy, anh ấy chiều nay là anh ấy làm ở nhà anh Đông Đi Hòn. Đấy, lực lượng rất là đông. Đấy, anh bảo là 7 hay 8 người. Đấy, rất là đông. Xây hồi rào cho anh Đông Đi Hòn. Chắc là khoảng là buổi chiều nay và ngày mai là sẽ hoàn thiện hết cho nhà anh Đông Đi Hòn, xong bò rào đẹp. Tí nữa vào thì Hoàng Hiền sẽ gửi cái tiền chở gạch cho chú Chi. Đấy. Chú Chi thì chở tất cả là 1.500 viên. Đấy. Còn tiền xi thì các bác xem là video trước rồi là Hoàng Hiền đã gửi tiền rồi. Đấy. Còn về cát xây nhà anh Đông Đi Hòn thì là có chú Đức giúp. Đấy. Các bác xem video các bác biết rồi. Đấy. Hoàng Hiền đang vào nhà anh Đông Đi Hòn đây. Đấy, xong nhà anh Đông ấy là chuyển ngay nhà cô Toán Đi Hòn chương trình. Hello. À được. Ai chào em? À xin chào. Ờ. Khỏe không? Bắt đầu đi làm bà đi. Ừ. Được. Vui không? Ừ. Đẹp chưa? Đẹp. À. Ừ. Đấy. Rồi. Đẹp mạnh ai chú ý à? Ừ. Mít kilo. À. Đẹp mạnh đấy. Chú Vĩ này, chú Tình này. À. À. Trung thợ xây này, anh Luyến này, đấy, lực lượng mạnh. Ai à? Cả thằng Bắc Mikilo nữa. À, lực lượng mạnh đấy. Ừ. À. Thế này mai là hoàn thiện hết nhỉ? À. Ủa? Ừ. À. À. Chị đi ơi. Ai giả cú đứt à? Ai giả? Rồi. Cũng được. À. Ăn cũng được. Được được. Đấy, các bác thấy tèo mạnh không? Lực lượng mạnh không? À. Quánh bụi tan gần hết rồi. Mai cái trụ đầu ít cổng bên kia. À, đất chỗ này sao anh Đông sới toang ra. Đấy. Trồng cỏ, trồng rau gì đây. Tốt ngu lên. Đấy. Tuyệt vời chưa? Này. Quá rộng luôn. Này, chú Vĩ này, các bác cũng rất là quý ấy. Đấy, xem video bên trước là tay dao tay thớt giỏi lắm, chặt băm gà chặt các kiểu xương nhức pha nhức. À hôm nay dỗi làm cho Đồng Thiêu ăn tí cho nó vui. À. Ừ. Ai nhỉ? Ấy, Trung đỡ xây là quá đỉnh rồi. Đấy, bác nha. À, ok. Đấy. Các bác xem xây nhà cô Toán đẹp long lanh như trong tranh. Rất quý trong thợ xây. Đây. Đông Đi Hòn quốc mạnh à. Ăn gì quốc 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 bởi chợ ấy. À. Quốc chua đầu chưa ra đây đấy.
Ướt chả luôn. Ướt áo ở đâu? Đâu xem nào. Đã khô rồi. À đã khô rồi. Ừ. À. Ừ. Tưởng vẫn ướt. Đấy, chuyển các góc của Quốc. Quốc khỏe đấy. Ai dạ? Ai dạ? Đấy. Ai nhỉ? Này mai xây đẹp tuyệt trần. À ok ok. Chú Tình nhìn này mà tưởng trẻ trẻ mà hơn 50 tuổi các bạn, 52-53 tuổi đấy. Đây, mái tôn sáng quắc à. Đẹp tuyệt vời. Đấy. Anh Luyến có quả tóc ác nhỉ? Quá như tóc mao nhỉ? À? Tự nó tự nhiên à? Ai già. Anh Dông ơi. Anh Dông. Cắt tóc như anh Nhuyễn không? Cắt quả tóc như anh Nhuyễn không? Hả? À? Nhìn quả tóc mao chưa? Đây. Kết quả đấy không? Hả? À? Hãy chơi kiểu này. À hay cắt kiểu chú Vĩ này. Chơi kiểu này. Ờ chơi kiểu này ngon đấy. Ờ ma vậy. Hả? Ngon ngon luôn. Cắt kiểu cua cua. Ờ. Khó tìm ấy. Dạ. À. 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 À, vợ anh Đông đi hoan đi làm về đây. Đây đã xuất hiện này. Đấy. Về ngay. Ừ. Về sớm. Hả? À? Về sớm. Về sớm à? Ừ. Hà lực mà bồng. Đấy. Cắn mất về rồi. Người đúng rồi. Ờ, xin chào Mickey đó. Chào ông Bảy nhá. Nồi điêu tôi chào mày. Ai dạ? Quốc mạnh đấy. San bằng đấy. À, san đẹp đấy. Hả? Như mấy bốc à? Chiều đây mưa thế nào? Chiều đây mưa thế nào? Không. Cũng là gió mạnh đúng không? Ừ, gió luôn. Trên kia em gió mạnh tưởng mưa. Hả? Đi cái gì? Cơn mưa ấy. À. Gió này thì hết. À. À. Mưa này thì phải dân thì sức bảo vệ bộ. À. Ừ. Đấy. Lượng nhanh thật, lượng mạnh các bác ạ. Các bác xem có buổi chiều. À. Sáng mai là đã, nói chung là sáng mai là tan còn ít, còn chiều thì còn một tí là xong hết ngay. À, ông nào lái flycam kia? Ông nào có flycam bay kìa? À, đây là có flycam kìa. Kìa anh đâu kìa? Flycam kìa. Nhìn như flycam. Ừ. Nắp nhóng nháy các kiểu ghê. À. Đẹp rồi. Mừng cho anh Đông Hoàng Hiền ơi. Mikilo, xin chào các bác nha. Để gọi chú Chi xuống gửi tiền vật liệu gạch. Gạch nha. Đây, chung thợ xây đang xây nốt này. Đấy. Xây đoạn này uốn lượn nhỉ. Này mà cho Hoàng Hiền xây nó không mịn này mà nó chưa xây bao giờ. Xong nhìn nó mới đẹp. À, đoạn này xây ác nhỉ. Uốn lượn.
Cho nó mệt vỡ đông tí kia. Uốn lượn vòng quanh. Đây à. Đồng đi hoan vẫn đang cuốc mạnh. Đấy. Ừ. Ai dạ. Ai dạ. Sàn lấp ghê không? Tự tay làm đẹp cho nhà của mình là không biết mệt mỏi. Ừ. Phải không anh Đông? Đúng rồi. Đúng rồi à? Ừ. À. Là quá đúng luôn đấy. Quá đúng luôn à? Ừ. Đi xây vữa không? À. Đi xây vữa không? À, không? Đi làm thuê không? À. Không đi à? Ở đây thôi. Hả? À. Người ốm yếu không lái được thang rồi đâu. Người ốm yếu á? Ừ. Bê gạch. Bê gạch thì nó hơn người à? Nặng hơn người á? Ừ. Hôm qua sáng anh bê tốt rồi. Ừ. Cái nước bê này thì phải đây. À. Bây giờ lại yếu rồi à? Ừ. Giờ lại yếu luôn rồi. Ừ. À. Đấy dạ. Đấy dạ. Sàn lát đấy. Ừ. Ừ. Đấy dạ. Nít cuốc nó dàn, nít chân dàn. Anh cứ gạt nó đều đều được, không phải nhẵn phẳng đi thế đâu. Bởi vì anh dung là nó còn mưa nữa, anh Đông hiểu chưa? Ừ. Mưa nó khắc tự nốn thì đấy. Đây cái xô này. Búa đâu? Ừ. Tối mịt rồi. Trời mùa đông rồi nhanh tối quá. Đang là 5 giờ 30 phút. Đấy. Ôi nghỉ thôi anh Đông ơi. Ừ. Nghỉ thôi mai mà ấy tiếp. Ừ. À nghỉ. Nghỉ thôi. Ừ. Làm thế rồi, về rồi. À. Nào làm thế rồi. Nghỉ ngơi đi. Ừ. Ừ. Thôi. Chịu khó quá. À. Không thấy mệt. À. Không thấy mệt. Không thấy mệt gì à? Ừ. Chịu khó bất ngờ đấy. Ừ. À. Bình thường có chịu khó thế đâu. Ừ. Sướng quá được bờ rào. Sướng quá. Ừ. Sướng. Sướng quá à? Ừ. À. Ai à? Vẫn cuốc tiếp. Ai dạ? Đâu? Ờ. Cái xô. Cái gì á? Cất đi xô. Để nốt gạch nhé. Gió mưa này. À, cát hết nửa. Đó, nhưng mà cũng còn thoải mái quá bởi vì đống cái nữa kìa. Ngoài gió quá nhỉ. Gió liên tục mạnh rồi, mạnh liên tục. Đó, nhà anh Đông sáng quắc. Được không? Mịn chưa? Đẹp chưa? Đấy. Sáng quá kìa. Xin chào các bác nha. Hả? À, anh Trung ở xây trước ốm nào? Các bác uống nước. Hả? À, trước ốm nào? Cúm mấy hôm cúm quá. Cúm à? Nào, dính nước mưa không xây nhìn cô Toán. Úi dồi, dính nước mưa à? Đúng đấy á. Khổ thân độ nào, độ nào mỏi lắm, đến độ nào phải khều ấy. Phải khều à. Phải nhảy phát là tin ngay. Anh bị bao giờ chưa? Ăn đấy. Hả? À. Chưa bị đá giờ luôn. Chưa bị độ nào bao giờ ấy? Chưa. À. Ăn thì đánh đây thì đánh đá dọc phát thì đá thịt. Ừ. Đấy. Ngày mai là tổng kết đúng không? Ngày mai tổng kết chưa xong được. Hả? Chưa xong được, còn chát trụ cổng chưa xong được. Xây xong. Ngày mai là xây xong trụ cổng nhưng mà chát là chưa xong. Sáng mai. Thế là sang ngày kia, sáng ngày kia. Sáng ngày kia. À. Nhưng mà mai là lực lượng vẫn đông này chứ hay như nào? Lực lượng mai thì giảm bớt 2 người. Giảm 2 người, thế là vẫn 6 người. 5-6 người. Thế là mạnh ấy nhỉ. Nhanh về phát chiều chưa gì mà về đã lên nhanh, rồi. Nhanh đi. Ừ. Cả ông gọi nữa mà. Ai là cả ông gọi nữa à? Ừ. À lực lượng mạnh đấy. Mạnh. Ừ. Chứ này đó. Thế là chiều nay là anh bên sàn lấp. Sàn lấp. Chán đất. Cao đất. Ừ. Mặt bằng. Sàn cả buổi mà chắc là chỉ đứng chơi hay sao? Ăn đấy. Ờ. Dạ. Không mỏi mệt gì đâu. Hả? Đầu hết chạy. Hả? Đầu hết chạy. Phòng tay đây. Phòng tay á? Sao mà tôi thấy có vẻ đâu thế nào? Đâu quay nào. Rồi dí gần nào. Rồi xem nào. Đâu phòng chưa? Phòng này. Đâu? Đây này. Đâu rơi nào? Đâu đây. Phòng nào? Đây. Đó. Đây à? Đó, mở. Đó. Đây này. À. Phòng này. Phòng à? Ừ. À. Cứng hết chạy. Ừ. Sao mà nhìn có vẻ là vẫn khỏe thế? Chăn đây để lấy cực đứng ấy. Ờ, nhưng mà không mỏi gì à? Không.
Nhưng khỏe đầu suốt đấy. Khỏi là chơi được bờ rào. Sướng mà. Vừa sướng vừa vui. Vừa sướng vừa vui à? Mừng cho anh rồi nhá. Yên đáo rồi, nó làm trụ cổng nữa. Tiền lắp cổng sắt nữa nhá. Đóng cổng và ra vào thoải mái, bò bê là không chạy đâu được. Lợn gà là không no yêu được. Đấy nhá. Không no gì hết. Tuyệt vời. Đấy, nhà cô Toán là xong là anh Trung triển khai luôn nhá. Xong nhà tắm, xong bờ rào các kiểu. Bếp chắc đẹp đấy. Tuyệt vời đấy. Đẹp long lanh. Anh á? Anh có sơn á? Sơn màu gì? Màu ghi á? À. Màu ghi như cái áo dép của em ấy. Áo dép màu ghi ấy. À. Được, màu đấy đẹp đấy. Sáng. Mà đây sáng rồi. Thế nào, thế hôm nào anh cho coi luôn. Mà xuống anh chích xuống. Tuyệt vời quá, để sơn cho nó đẹp. Tuyệt trần. Nhất cô Toán Tí Hon, nhất anh Đông Tí Hon. Ai cũng yêu quý. Anh Trung Thợ Xây được các bác nhắn tin cho Hoàng Hiền rất là nhiều. Cũng rất là khen anh Trung Thợ Xây này. Đấy, tốc độ làm nhanh, làm nhanh gọn mà rất nhiệt tình. Đấy. Tuyệt vời. Nhá anh Đông nhá. Ai? Xe chú Chi à? Nhận ra xe luôn. Vào nước chú Vĩ ơi. Hả? Xin chào nhá. Yêu ơi. Ôi tối rồi, đi tài ơi. Ây dạ. Chạm cái chú ra. Về lo ra. Chạm mai nhá. Chạm mai sau đây yêu Vĩ nhá. Chạm mai lại dập lại. Hẹn gặp lại à? Ôi dồi. Bàn này xong trẻ con lau lên đông này. Ôi dồi. Em vui nước em ơi. Ok. Em mời cho bác kể cho chị Hoàng Hiền vui nước. Cho vui. Xin mời anh. Em mời các bác nước nha. Vô bác nhỉ. Vâng. Vô. Vô anh. Ôi dồi. Cạn à? Hết không? Hết luôn. Hết luôn à? Không say không về à? Ngoan này. Hả? Ngoan đấy. Anh Đông là thánh nước chè các bác. Thật mà. Anh Đông người nghiện nước chè lặng luôn. Pha đặc lắm các bác ạ. Ví dụ buổi sáng mà vào nhà anh Đông Tí Hon mà chưa ăn cái gì mà uống thì nó ngất luôn. Chú Chi à? Mikino. Xin chào chú. Mikino. Ăn vừa quá. Đấy, cháu gửi tiền chú với tiền gạch. Đấy thì là gạch chú nhá. Gạch thì là 1.500 viên. Nhân với giá là 2.000 rưỡi một viên. Hết số tiền là 3.750.000. Đấy anh Trung gửi em ấy. Một triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 3.500.000 này. 7. Đấy anh cứ đưa năm đưa 100, chú Chi gửi lại 50.000. Vâng. Đây, đấy thế là xong nhá. Đấy. 1 2 3. Vâng. Đấy chú giảm lại 50.000 rồi nhá. Vâng. 350.000. Vâng. Đấy rõ ràng anh Đông nhá, công khai minh bạch. Đấy, các bác mà giúp anh bao nhiêu, đấy, còn bao nhiêu tiền si lúc trưa em gửi rồi nhá. Rất may cát nhà anh là chú Đức giúp cho anh nhá. Đấy, xong thì còn tiền thì anh làm gì thì anh sẽ làm nhá. Đấy, trong cái khuôn tiền các bác giúp cho anh nhá. Vợ chồng anh Đông thì gọi làm gì đây? Lấy dơm cho bò ăn cho uống nước này. Ai ở chăn dơ mạnh phết nhỉ? Đã hết cái gác phía ngoài rồi. Nhanh đi. Cho cái đây. Hả? Đó. Mắc gì ấy? Ai dạ. Xin mời bà xã. Ai dạ. Xin mời bà xã.
ăn đi em. Ăn đi. Nhanh béo. À. Béo phải làm gì? Nhanh lớn. Nhanh lớn. Xin nhỏ em bé. À. Xin nhỏ em bé. À. Thế mà ăn ác. Hả? Ăn ác rồi. Nhưng mà cho nước nhá. Ăn dơm mà không có nước là khát là thế. Nhá. Em vui quá chào bác ạ. À. Em mà làm một chút chủ chiều ở đây tối mình. Ừ. Dạ, thế là xong đầy đủ luôn. À. Săn móng, để đây cho mấy ông thợ để đứng đứng vào. Để chơi nhanh. Xây vô nhanh à? Ừ. À. Thế là nhanh hết. Dạ. Anh có nhớ ai giúp anh tiền để xây bờ rào không? Chị Hằng. À, ai nữa? Chị Trung Trần. À, được. Em xin cảm ơn hai chị. À. Mạnh khỏe. À. Thì là làm ăn thật nhiều tiền. À. Đấy. Thì là em xin cảm ơn hai chị. À. Và em không biết nói thế nào. Vâng. Dạ. Tuyệt vời đấy. Cả ai cho cát hôm qua nữa? Xe cát là chú Đức. À. Đấy. Qua Trần. À. Đấy, còn chú Xuân thì ủng hộ móng điện. Đấy. Nhớ rồi nhờ. Cô Thúy Hằng có giúp anh 12 triệu. Để xây bờ rào nhá. Lần trước là cô có gửi cho anh là 32 triệu ấy. Bắn mái tôn nó thành hoa đấy. Nhá. Chị Trúc Trần gửi 5 triệu. Đấy, trong 5 triệu đó thì là làm cơm mời các bác. Nhá. Sơn bàn ghế. Còn lại tiền để xây bờ rào. Đấy. Chú Đức thì giúp cát cho anh nhá. Mừng cho anh đâu ra xem con lợn. Còn con nữa, con này bé hơn chút. Gà nhà anh Đông lên chuồng đẹp. Ai dạ. Ê, cho ăn đi. Không cho ông nước à? Có. Tháo máng đi. Tháo uống nước thì vậy. Hả? Đây cho đi. Một mình cho sao nữa. Cho vào sổ. À. Cho uống thẳng đây. Vui mừng thành quả. Các bác ạ. Em phải chặn hai con lợn đã úp mình. Còn trước thì để cho bác thì chặn nguồn cho vào luôn. À. Ăn thịt lợn này nhà em bà này các bác cứ săn mãi. À. Ngon vừa nạc. Chí bì. Em mà chăn mắt chay. À. Đấy. Em xin cảm ơn các bác các chị. Đấy. Làm ăn khỏe mạnh. Ăn cơm chăn ngon. Đấy. Là khỏe mạnh. Chúc mừng anh chị mạnh khỏe. Đấy. Em cứ biết nói thế nào. Anh xin cảm ơn Hoàng Hiền. À. Đấy. Ok. Giúp đỡ là nhà nghèo. À. Nhà gỗ. À. Nhà làm ăn nhân nhà. Đấy. Thì là làm thật nhiều tiền. Đấy. Rút vàng. Được nút bạc. Nút vàng. YouTube. À. Thì là đấy cơ thắng là đấy cơ vợ. À. Làm ăn hai vợ chồng bảo nào làm ăn. À. Dạ, khen nhiều. Anh xin cảm ơn Hoàng Hiền. À, ok. Đấy, con này bây giờ chơi thân rồi này. Đấy, hai gà trống. Chơi thân này. Ấy. Để trứng cho gà ấp nhá. Lấy nhiều đàn gà con ra. Nhá. Đừng lấy nữa. Đi vào. Nhớ nhá, để cho gà ấp ấy. Đấy, nhà sáng quắc. Đẹp chưa? Tuyệt vời. TV đây. Kệ đây. Mấy giờ rồi? 6 giờ kém rồi. Anh Đông biết xem giờ không? Anh không. Hả? Không. Giờ không biết xem á? Rồi. Anh biết xem bao giờ đâu. Hả? Cứ ai đến đây chơi giờ là anh cứ hỏi giờ thôi. Ai đến chơi là anh hỏi giờ. Còn anh không biết xem. Không biết xem tí nào thật. Anh hỏi thật thì. Nè. Là một đội Hồng Hà dạy cho. Thế là anh đi sáng nhà là anh chạy chui nhà được với nhà bà. Cứ hỏi bà bảo mấy giờ rồi mẹ.
bảo hơn bao giờ rồi. À. Thế là chạy cu ra đấy, chạy về thì không bắt đầu nó cơm. Thế sao không sang nhà hàng xóm bên cạnh nhà? Nhà đấy, nhà bên này thì ba chuyến làm đêm. Đi không ai nhà? Không. À. À. Khổ thân. Chữ không biết. Vất vả quá. Ôi, em về rồi. Mù chê. Mù chê quay về. Đấy. Nhà anh Đông đi không? Hả? Như nào? Đẹp đẹp. Xây đẹp thật á? Ưng ý không? Ừ. Thích không? Quá ưng luôn. Thích không? Quá thích luôn. Vui không? Vui. À. Sướng quá. À. Ừ. Dê gái sướng. Yeah. Tí ăn nhiều cơm. Ừ. Mai còn săn đất tiếp. Ừ. Nha. Ừ. Vui thật. Săn cả buổi mà không mệt mỏi gì. Ừ. Đấy Hoàng Hiền trêu tí thôi nhưng mà anh ấy làm, nói chung là làm đẹp cho ngôi nhà của anh ấy là anh ấy thích lắm. Ừ. Khoái lắm. Ừ. Săn đất cả buổi mà không mệt. Ừ. Trêu một cái phồng vào tay thật, đùa đâu. Đầu hết chảy. Hả? Đầu hết bụng chảy. Đau hết bụng tay à? Đứng rõ làm ác phết đấy. Ừ. Được đấy nhỉ? Ừ. Tiếp tục phát huy. Ừ. Nhá. Ừ. Cứ khỏe mạnh như thế. Ừ. Vui quá. Hả? Vui vẻ. Vui thật à? Ừ. Ừ. Này, thì cỡ ra mà chặt chít vào nó thì còn bóng hơn ý. À, không, bờ rào không ai chát nữa. Ờ. Nhá. Thì bà chung chát. Ờ. Chỉ có trụ cổng. Ờ, nhá, mai xây trụ thì nó chát. Ờ. Chứ còn bờ rào không ai nó chát. Ờ. Nó chát hết rất nhiều tiền. Ờ. Không có tiền để chát. Ờ. Nhá. Ờ. Ờ. Nhà này, nhà chát nó sơn đẹp chứ bờ rào chát làm cái gì. Ờ. Đúng không? Ừ. Tiền làm việc khác. Ờ. Nhá. Ờ. Ờ, ok, con mù chê. Ờ. Ờ. Em chào các bác, các chị, bạn khỏe nha. À. Anh chào Hoàng Yên. À, ok. Ừ. Xin chào nhá. Ờ, ăn cơm thật nhiều, khỏe mạnh nhá. Chào các bác, chào Hoàng Yên nha. À, anh ờ, Bích Kilo. Ừ. Mù Chê xin chào chị vậy. Ừ. Xin chào anh Đông Đi Hon. Ừ. À, về đây. Nha. À, về đây. Thì tối đậy vào nhá, mưa hát vào đấy, hát vào không? Ừ. Nhá. Ừ. Đấy, cái bàn đậy vào tối mưa rào, gió mạnh này. Ừ. Hát vào mai ướt là mưa. Chết hết, nó xi đấy. Đây là gió mạnh này. Ừ. Bác cứ rào 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 không? Từ chiều ở trường là đã ấy rồi. Lên non cao rừng xanh biên giới